Vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang lập hồ sơ xử lý đối với Lê Xuân Hoàng, sinh năm 1978, trú tại xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về hành vi giết người. Theo thông tin ban đầu, Lê Xuân Hoàng là chồng cũ của chị Nguyễn Thị Tê, sinh năm 1984, trú tại huyện Đất Đỏ. Vào tối ngày 2 tháng 8, do mâu thuẫn khi nói chuyện qua điện thoại, nên khoảng 20 giờ cùng ngày, Hoàng thuê xe đi từ Đá Bạc, huyện Châu Đức đến nhà chị Tê. Tại đây, đối tượng đã đập vỡ cửa kính, xông vào nhà khống chế và sử dụng một cây kiếm nhật tự chế cứa vào cổ chị T, đồng thời chém nhiều cái vào vùng vai, lưng và chân vợ cũ. Thấy vậy, người con trai là anh Lê HN, sinh năm 2005 chạy đến can ngăn cũng bị đối tượng dùng kiếm chém gây thương tích vào lưng và tay. Hậu quả làm cả hai bị nhiều vết thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện Bà Rịa.